Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục là về cái lưới đày. Đợt lưới đày là đợt năm mới giá nó cũng mới hơn các bác. Em cũng có khá nhiều cái đồ những cái kích thước khác của lưới đày. Đây là khổ em bán trung bình là bao giờ này. Cái phần này là phần quan trọng à. 70% này các bác này. Đấy. Và cái số cân nặng của nó đấy. Để nó là cái cân nặng chính là cái yếu tố đánh giá chính xác nhất cái độ dệt kim họ đan dày hay đan mỏng. Đấy. Đây, trọng lượng của nó càng nặng thì nó nghĩa là nó càng dày các bác. Lưới đài thì bây giờ em báo bảng giá mới. Lưới đài khổ 4 mét này em bây giờ em bán lẻ 55.000 một mét bao ship. Thì các bác cứ tính là 1 mét thì nó sẽ là 4 mét vuông. Nếu mà khổ 4 mét ấy. Ví dụ vườn các bác có 20 mét vuông thì các bác chỉ cần lấy 5 mét lưới này thì sẽ che được 20 mét vuông. Nếu các bác lấy 25 mét vuông thì lấy 5 mét thì nó sẽ trồi ra mỗi bên một ít thì các bác che. Đây lưới đài, còn nếu mà các bác lấy cả cuộn. Đấy, cả cuộn thì em bán 1,6 triệu bao ship. Còn hai là lưới đài khổ 3 mét. Đây là khổ 3 mét các bạn. Cuộn này nó dài khổ này khổ 3 mét này. Cuộn này nó 3 x 50. Đấy. 50 thì nếu mà mình nhân ra thì sẽ là được 150 mét vuông. Nếu mà lấy cả cuộn ấy. Thì thường thường những cái khu nhà mà 5 mét thì thường thường người ta hay lấy cái lưới 3 mét này, hai cái 3 mét thì chộp lại thì thành 6 mét. Thì chia đều cho ra hai bên thì mỗi bên dôi ra 50 phân là xe là ok. Rồi thường thường ví dụ vườn các bác hình vuông này thì thường thường các bác cũng phải chồi ra 50 phân để nó tránh cái ánh nắng chiếu chéo. Cái này em bán lẻ với giá là 45.000 một mét các bác, bao ship. 45.000 mét thì nghĩa là các bác lấy 4 mét 45.000 thì sẽ được 3 mét vuông. Còn đây là khổ 2 mét. Đây khổ này khổ 2 mét, khổ 2 mét thì rẻ tiền nhất. Cái khổ 3 mét thì em 45.000 một mét vuông, 45.000 một mét thì cái khổ 3 mét này thì các bác lấy cả cuộn thì em sẽ chỉ có bán giá 1,8 triệu bao ship thôi. Đấy các bác lấy cả cuộn đấy. Cả cuộn là 150 mét vuông chỉ có 1,8 triệu và bao ship không nhá. Cả xanh lưới đài xanh và lưới đài đen đều có mức giá như nhau. Còn lưới 2 mét thì em bán với giá là 30.000 mét. Đây là khổ 2 mét này. Các bác để ý là cái cuộn 2 mét ở đây. Đâu cuộn 2 mét đâu. Cuộn 2 mét thì nó sẽ ở cái phần này nó sẽ không có lớp gấp. Đấy cuộn 2 mét, 2 mét thì cuộn 2 mét nó dài 50 mét thì là được 100 mét vuông. Em bán với giá là 30.000 một mét. Khổ 2 mét em bán giá 30.000 một mét, nghĩa là 30.000 thì các bác sẽ được 2 mét vuông. Và nếu mà các bác lấy cả ví dụ các bác có cái vườn 10 mét vuông thì các bác mua 5 mét lưới 2 mét là được. Nếu những khu vườn hẹp hẹp ở những cái nhỏ nhỏ ấy. Còn nếu muốn lấy cả cuộn 50 mét thì nó sẽ là 1.250.000 bao ship. Đấy, còn lưới Nhật thì em vẫn bán 160. Lưới Nhật thì có màu đen với màu ghi là 160 một tấm. Bên này là móc kẽm bọc nhựa này. Là 50 cái là 150. Cái móc inox bé này. Đây là phân cá hồi La Uy này, 30.000 một cân bao ship này. Đây là lưới đựng phân 100 một cân bao ship và lưới lót chậu thì một cân sẽ được khoảng 130 cái. Rêu sâu thì là 30.000 một lạng. Hôm nay em có Ben 1 Hùng Nguyễn về đấy. Ben 1 này em bán với giá 6.000 hộp bao ship. Ben 3 này 80.000 hộp, Ben 3 đắt hơn. Phân trùn quế V mít siêu to này. Phân trùn quế V mít siêu to này em bán 35.000 một túi bao ship. Các bác cứ lấy cái đơn hàng từ 200.000 trở lên là em sẽ bao ship hết nhé. Cứ 200.000 trở lên là bao ship. Đây là Humic này. Humic này gói này 120 để rắc giải mặt. Còn đây là phân xanh 160. Phân trắng là 220. Phân chì 14 13 là 120. 13 11 11 là 130. Ben 1 là một loại em thấy thị trường rất là ủng hộ cái món bon Ben 1 này. Ben 1 thì để em cho các bác xem này, Ben 1 thì bao giờ mở ra thì thấy hạt nó to không nhá.
cái ben 3 thì các bác mở ra thì thấy hạt nó bé. Nhiều bác có thể nhầm lẫn nhưng mà ben 1 nó như thế đấy. Đây là dây buộc lan cuộn 100m này, nó bán 35.000. Đây cái ben 3 khi em mở ra nhé. Ben 3 khi em mở ra thì nó sẽ là hạt bé. Còn phân chuồn quế V-Mid này là 50.000 một cân bao ship này. Phân chuồn quế V-Mid này, loại này có một loại V-Mid siêu to khổng lồ gì đó. Đây. Để so sánh các bác giữa ben 1 và ben 3 này. Đấy, ben 1 bé tí này. Đấy. Các loại đây là phân rơi sinh học. Đấy, đây là phân rơi sinh học. Các cụ bón ruộng rất là tốt và cây cối rất là xanh tốt luôn. Đây là phân rơi sinh học này, 60.000 một túi một cân. Các loại chậu thì em vẫn có sen 25 là 12 này. Sen 30 là 14 này. Giả gỗ 25 là 8 này. Giả gỗ 20 là 6 này. Giả gỗ 30 là 11 này. Đây chậu phi 16 này. Đấy. Chậu phi 18 là đi bao 50 cái là 200, bao 100 cái là 340 bao ship. Còn chậu phi 21 là 5 nếu mà lấy từ 50 cái là 250, còn nếu mà lấy từ 100 cái là chỉ còn 450 bao ship không nhá. Tất cả các loại hàng hóa nhà em đều bao ship hết. Khi duy đỏ thì 50.000 này. Khi duy đỏ mới về 50.000 một lọ này, bao ship này. Duy xanh là 45.000. Đây các loại phân của Mỹ mới phổ thông. Có nhiều loại phân bón lắm, đây 1248 của Mỹ này. Super Thai là 280 một hộp này. Còn đây là 630 của Mỹ là 300 một hộp bao ship này. Và đây là 2020 của Mỹ. Nó có một loại màu hồng nhưng mà màu hồng hết hàng rồi. Đây vài bơm. Vài bơm là 60.000 cái. Mút ươm ki bây giờ nó rẻ các bác nhé. Có... mút ươm ki bây giờ chỉ có 8.000 một cái các bác. Đây. 8.000 một cái bao ship. Còn đây là vỏ thông số 1 này. Vỏ thông số 1 em bán 15.000 bao ship này. Vỏ số 2 xem có đắt không? Rẻ thôi. Vỏ số 2 là 16.000 bao ship này. Vỏ số 3 là 16.000 bao ship này. Và mảnh dớn. Mảnh dớn 2.000 một cân bao ship ạ. Đấy còn lan hôm nay em. Rồi cảm ơn các bác.